Về cái chỗ trọng đại thì qua quá trình tập luyện vừa rồi thì chúng tôi cũng thực ra là cái thời điểm mà khi thay trọng đại vào thì lúc đấy cái lợi thế của chúng tôi tương đối lớn, nên chúng tôi mới dám mạnh dạn đưa trọng đại vào. Nó rõ ràng là trọng đại chưa được 100%, nên mà cũng tạo điều kiện cho em để có cái trạng thái thi đấu tốt, để có trạng thái thi đấu tốt để chuẩn bị cho cái trận đấu sau, cũng như để có thể là hỗ trợ phục vụ cho đội tuyển U22. Và còn cái mùa giải năm sau thì chúng tôi trước mắt là chúng tôi chưa tính đến. Đối với cá nhân thì chúng tôi chưa tính đến, là chúng tôi đang còn tập trung vào nốt cái trận đấu cuối cùng. Và xong đấy thì chúng tôi có thể bắt đầu chúng ta quay sang chuẩn bị cho lực lượng và những con người trong mùa giải năm sau. Đầu tiên là tôi cũng chúc mừng Hoàng Đức, tại vì trong cái quá trình mở mùa giải đầu tiên mà khi Đức cũng như đội bóng Viettel quay trở lại sân chơi V-League thì Đức cũng đã cố gắng nỗ lực rất nhiều. Đương nhiên là trong những cái trận đấu, trong những cái thời điểm Đức cũng gặp rất nhiều chấn thương, nên là cái thể trạng và cái thể lực của Đức cũng chưa được đảm bảo. Thế là hôm nay là ở vòng đấu thứ 25 rồi, Đức mới có một cái bàn thắng đầu tiên. Thì sau giữa hiệp 1 thì tôi cũng chúc mừng Đức và cũng động viên Đức thì sẽ cố gắng. Tại vì nói gì nói, trong cái quá trình mà thi đấu ở mùa giải năm nay thì tất cả các vận động viên, không chỉ riêng về vận động viên Hoàng Đức, thì các bạn cũng đã cố gắng nỗ lực rất là nhiều để đóng góp vào những cái thành công và những cái thành tích của đội bóng. Và đến thời điểm này thì tôi cũng rất là hài lòng với tất cả các vận động viên của chúng tôi trong mùa giải này, và đặc biệt nhất là trong trận đấu ngày hôm nay.